Chào mừng các em đến với cái đề công phá, đề số lỗi cái đề số 12 trong cái bộ trong cái khóa luyện đề 8 tuần. Đề số 12 này cũng là 50 câu. Đề này ở mức độ cơ bản. Chúng ta bắt đầu câu 1 nhé. Câu 1. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R? Đồng biến trên R phải là hàm có y phẩy lớn không? Y phẩy lớn không nó chính là x cộng 1. Đạo hàm là bằng 1 lớn không. Đáp án C. Câu 1 C được chưa? Câu số 2. Số phức liên hợp của z bằng a cộng bi là số phức nào? Đó là z ngang a trừ bi. Đáp án D. Được chưa các em? Câu số 3. Cho dãy số UN trong đó UN bằng N trừ 2 chia 3N cộng 1 lớn bằng 1. Tìm khẳng định đúng, tìm khẳng định sai chứ, tìm khẳng định sai. Vậy đây chúng ta nhập cái biểu thức này vô, chúng ta can cho nó mau ha. Đây chúng ta nhập đó là N trừ 2 alpha x trừ 2 chia cho 3x cộng 1. Rồi chúng ta can. Chúng ta can giá trị đó là U3 thì can N bằng 3, 1 phần 10. Vậy là đúng. Nhưng mà ta yêu cầu là tìm khẳng định sai đúng không? Tìm khẳng định sai mà. Tiếp tục can N bằng 10, U10 8 phần 31 đúng. Tiếp tục can N bằng 21, 19 phần 64 đúng. Tiếp tục can N bằng 50, 48 phần 151 em. N bằng 50 ở này sai này. Đáp án D. Chọn đáp án D được chưa? Tiếp theo câu số 4. Hàm số fx xác định trên khoảng K, điều kiện đủ để hàm số đồng biến trên K là gì? F phải x luôn dương với mọi x thuộc K. F phải x luôn dương với tại hữu hạn điểm thuộc K. F phải x nhỏ nhỏ bằng không với mọi x thuộc K. Đồng biến mà nhỏ bằng không là sai rồi, loại rồi đúng không? Fx lớn bằng không với một x thuộc k cũng sai, loại luôn. Ở đây fx phải là f phải x nó phải là dương với một x thuộc k. Chứ mà dương tại hữu hạn điểm thì sao được? Thấy không? Sai, đáp án A. Đồng biến mà nó phải dương với một x thuộc k. Bằng không tại hữu hạn điểm chứ không phải là dương tại tại hữu hạn điểm. Rồi, câu số 4. A nha. Câu số 5. Câu số 5. Trong không gian Oxyz cho ba vector A, B và C, tổng độ của vector D bằng A trừ 2B cộng 2C bằng bao nhiêu? Rồi, chúng ta có thể nhập vào máy tính này. Đó là chúng ta nhập vào đó là A. Nhập vào A này. Trừ B cộng 2C. Rồi chúng ta can cái hành độ, tung độ, cao độ từng cả vào. Ví dụ chúng ta nhập đây ha. A alpha A trừ B alpha B cộng 2C alpha C. Rồi chúng ta can tọa độ điểm A, chúng ta nhập hết hành độ thì chúng ta nhập hết cái hành độ vào, đó là 1 bằng
B nó là 2 bằng C nó là 4 bằng. Như vậy là độ bằng 7. Độ bằng 7 thì loại đi đáp án A và đáp án B, được chưa? Tiếp tục canh. Tung độ 2 bằng tung độ B 2 bằng tung độ C 0 bằng. Như vậy là 0. Tung độ là 0 giống nhau luôn. Canh cao độ, canh cao độ là B bằng cao độ B là trừ 1 bằng cao độ C là trừ 4 bằng. Như vậy trừ 4, như vậy đáp án là C. Được chưa? Câu 5 nha em. Tiếp câu 6. Cho mặt phẳng alpha 2x trừ 3y trừ 4z cộng 1 bằng 0. Khi đó một vectơ pháp tuyến của alpha là gì? Vectơ pháp tuyến của alpha nó là 2 trừ 3 bộ, trừ 4. Hai trừ ba trừ bốn. Nhưng mà vectơ nào mà cùng phương với vectơ pháp tuyến của alpha cũng được mà em. Vectơ nào cùng phương với nó cũng được. Vectơ cùng phương với lại n nó cũng là vectơ pháp tuyến. Là vectơ trừ 2, 3, 4. Đây, đáp án C. Nhân với trừ 1 thì ra đây. Nha. Tiếp. Câu số 7. Cho hình chóp SABC có SA vuông góc với mặt phẳng ABC. AB thì vuông góc với BC. Gọi H là trung điểm của BC. Góc do hai mặt phẳng SBC và ABC là góc nào sau đây? Rồi em vẽ hình ra hả? Mặt phẳng SABC này. SA góc ở đây này. AB thì vuông góc với BC này. Đấy. Góc do hai mặt phẳng SBC và ABC là góc nào? SBC và ABC là góc giữa hai đường thẳng cùng vuông góc với giao tuyến. Giao tuyến đây là BC. Vậy ta có BC vuông góc với lại AB là 1. BC vuông góc với lại X, XA là 2. Vậy đó kéo theo BC vuông góc với mặt phẳng SAB. Vậy đó BC vuông góc với lại SB. Như vậy hai cái đường vuông góc với lại giao tuyến BC đó chính là SB và AB. Vậy góc giao mặt phẳng là góc giữa SB và AB nó bằng góc SBA. SBA mà. Đáp án gì? Được chưa? Câu số 8. Trong không gian OXYZ cho đường thẳng D có phương trình x trừ 1 chia 3 bằng y cộng 2 chia trừ 4 bằng z trừ 3 chia trừ 5. Hỏi D đi qua điểm nào trong các điểm sau? Muốn biết nó đi qua điểm nào thì chúng ta thay vào. Nếu mà cả ba vế, cả ba biểu thức đều ra một cái phân số bằng nhau thì đó là thuộc. Còn nếu mà thay vào mà nó hai cái mà khác nhau á thì là không thuộc. Được nhá. Bắt đầu nha. Điểm C thay vào. Điểm C thay vào thì nó là gì? Trừ 3 thay vào nó là trừ 4 phần 3. 4 thay vào nó là 6 phần trừ 4. 4 phần 3 lại 6 phần trừ 4 là chắc chắn được là loại là đúng không? Loại chưa? Rồi điểm đáp án A bị loại nha. Đáp án B thay điểm D vào. Điểm D vào thì thay vào nó là 3 trừ 1 là 2 phần 3. Trừ 4. Trừ 4 cộng 2 là bằng trừ 2 phần trừ 4. Như vậy cũng loại được đúng không? 2 phần 3 mà sao bằng 2 phần 4 được.
lại. Đáp án D, B lại. Câu C, điểm B thay vào. Trừ 1 nó là trừ 2 phần 3. Điểm 2, số 2 thay vào. Số 2 thay vào nó chính là 4, 4 chia trừ 4 là trừ 1. Vậy cũng loại luôn, đúng không? Rồi tiếp, đáp án D thì đó là 1 trừ 2, 3. Thì thật ra thì nhìn vào là thấy 1 trừ 2, 3 rồi. Nhưng mà ấy là muốn thế như vậy cho mấy đứa thấy thôi. Rồi, 1 trừ 2, 3 nha, đáp án D. Được nha. Tiếp câu số 9. Điểm cực đại của hàm số y bằng. Điểm cực đại nha. Điểm cực đại của đồ thị hàm số. Vậy đồ thị hàm số thì nó phải là gồm cả hoành độ và tung độ, đúng không? Như vậy bắt đầu tính y phẩy nha. Y phẩy bằng trừ 3x bình cộng 6 nhân 12x trừ 9. Vậy y phẩy bằng 0 là x bằng gì? X bằng 1 với lại x bằng bằng 3, đúng chưa? X bằng 1 thế vô tìm y coi. X bằng 1 thế vô bằng 0. X bằng 3 thế vô tìm y. X bằng 3 thế vô tìm y bằng nhiêu? Trừ 27 trừ tiếp 54. 12 nhân 3 là 10, 54. 6 nhân 9 là 54 luôn. Rồi còn lại là 4. Như vậy là đây là cực đại này. Như vậy đó là 3, 4 đó, đúng không? Đáp án B, 3, 4. Đáp án B, 3, 4 đúng không? Rồi tiếp theo câu số gì? Câu số 10 đúng không? Câu số 10. Đồ thị hàm số y bằng 2x trừ 3 chia cho x trừ 1. Có các đường tiệm cận đứng và ngang lần lượt là thì ở đây tiệm cận đứng nó là x bằng 1 rồi nè, đúng không? Tiệm cận ngang nó là gì? Y bằng gì? Y bằng 2, đúng chưa? X bằng 1 và y bằng 2. Đáp án là C. Xong câu 10 nha. Rồi tiếp theo câu 11. Cho hàm số câu 11 nha. Cho hàm số y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d có đồ thị như hình vẽ bên. Đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng? Mệnh đề nào đúng đây? Trước hết là khi x tiến đến âm dương vô cùng thì y xuống âm vô cùng, như vậy a nó phải âm cái này nè. Đúng không? Rồi. Đồ thị hàm số các trục tung tại điểm có hoành độ có tung độ là C này, về C này mang dấu dương này. A âm và C dương, đúng chưa? Tiếp. Cái hàm số này có hai cực trị. Có hai cực trị nữa. Có hai cực trị thì sao nhỉ? À, xin lỗi, ở đây không phải là C dương em. Nó cắt OI tại điểm có tung độ bằng D chứ không phải là bằng C, bằng D. Vậy là D dương. A âm và D dương. Vậy loại đi C này. A âm và D dương. Rồi. Bây giờ y phẩy nó ra cái gì? 3AX bình cộng 2BX cộng C. Như vậy rõ ràng nhìn thấy là hàm số này có hai cực trị trái dấu. Đúng không? Hai cực trị trái dấu mà trong khi là A nó âm rồi. Vậy thì C nó phải sao? C nó phải dương. C nó phải dương. Vậy loại đây. Loại đây. Đúng không? C bằng 0 là không được. Bởi vì đây nó có hai cực trị. À xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi mấy em. Hai cực trị này có một cực trị bằng 0 rồi. Có một cực trị bằng 0 có nghĩa là có một nghiệm x bằng 0. Nghiệm x bằng 0 tức là C phải bằng 0 rồi. Vậy loại đi đáp án A. Còn lại B hoặc D nha. Còn lại B hoặc D rồi. Thế bây giờ cái nghiệm một nghiệm bằng 0 và một nghiệm dương này. Một nghiệm dương. Tổng hai nghiệm sẽ là bằng trừ 2B chia 3A. Tổng của hai nghiệm cực trị. Mà tổng của hai nghiệm nó phải dương. Bởi vì một nghiệm bằng 0, một nghiệm dương mà. Thế
Vậy hồi nãy chúng ta đã nói A sao? A âm rồi. A âm. Vậy là âm với âm là dương. Như vậy là B phải gì? B phải dương. Đúng không? Như vậy nó tóm lại là gì? A âm. B dương. C bằng 0. Và D dương. B dương. Đáp án D mấy em. Câu 11 đáp án D. Được chưa? Được chưa các em? Tiếp câu 12 nha. Câu số 12 như sau. Một khối đa diện. Trong một khối đa diện, mệnh đề nào sau đây là đúng? Hai cạnh bất kỳ có ít nhất một điểm chung. Sai đúng không? Hai cạnh bất kỳ không nhất thiết phải có một điểm chung. Sai. Đáp B, ba mặt bất kỳ có ít nhất một điểm chung. Cái này cũng sai luôn. À, ba mặt bất kỳ không nhất thiết phải có mặt ít nhất một điểm chung. Hai mặt bất kỳ có ít nhất một điểm chung cũng sai luôn. Hai mặt bất kỳ có thể là không có điểm chung. À. Đáp án D, mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt. Như vậy câu 12 chúng ta đó là nói lại là trong một khối đa diện, mệnh đề nào sau đây đúng? Hai cạnh bất kỳ có ít nhất một điểm chung. Con này sai nha. Lấy ví dụ như cái hình hình lập phương này. Thì hai cái cạnh bất kỳ đâu nhất thiết là phải có điểm chung nào đâu. Đúng không? Đúng nha. Tiếp câu B. Ba mặt bất kỳ có ít nhất một điểm chung. Ba mặt bất kỳ. Ba mặt bất kỳ chưa chắc gì nó có điểm chung. Đúng không? Ví dụ hai mặt này với lại mặt bên này là nó ba mặt đó là không có điểm chung. Hai mặt bất kỳ có ít nhất một điểm chung là càng sai nữa. Ví dụ hai mặt này nè song song với nhau đâu có điểm chung nào đâu. Đúng không? Mỗi đỉnh là đỉnh chung của nhất ba mặt, đúng rồi. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của nhất ba mặt. Được chưa? Rồi tiếp nha. Đáp án D nha. Đáp án D. Câu số 13. Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hợp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hợp tương ứng sẽ tăng bao nhiêu lần? Thể tích của n hợp á, nó là bằng tích ba cạnh a nhân b nhân c. Thì lấy ví dụ hình hợp chữ nhật đó. Ở đây không, nó là hình hợp chữ nhật luôn rồi. Mà mỗi cạnh như vậy tăng lên hai lần, như vậy thể tích của nó sẽ là 2a, 2b, 2c. Đúng chưa? Như vậy thì dẫn tới là gấp 8 lần. V2 gấp 8 là V1. Đáp án là A. Được chưa các em? Câu số 14. Đồ thị sau là đồ thị của hàm số nào? Cái đồ thị này nó là hàm nhất biến luôn. Hình dáng của nó là hàm nhất biến. Tiện mẫn đứng của nó là x bằng 1. X bằng 1 như vậy là chúng ta loại đi đáp án C. Tiện cận ngang của nó là y bằng 1. Y bằng 1. Rồi. Cái hàm này là hàm nghịch biến. Hàm này đi qua hai điểm
Chỗ này là 0 trừ 1 và chỗ này là trừ 1 0. Khi x bằng 0, y bằng trừ 1 thì loại đáp án A. Đi qua điểm 0 trừ 1 này. Thay vào A là bị loại. Rồi, khi x bằng trừ 1, y bằng 0, loại đáp án B. Đúng chưa? Vậy đáp án là D. Câu 14 đáp án là D. Câu 15. Cho khối nón có bán kính đáy R bằng 2. Bán kính đáy R bằng 2. Chiều cao H bằng căn 3. Thì thể tích của khối nón bằng bao nhiêu? Thì thể tích V bằng gì? V là bằng 1 phần 3 khối nón mà. Diện tích đáy là pi R bình. Pi R bình nhân H. Như vậy là 1 phần 3 pi nhân R bình là nhân 4 nhân căn 3. Như vậy là 4 phần 3 pi căn 3. Đáp án A. Câu số 16. Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD có độ dài AB bằng 1, AD bằng 2. AB bằng 1, AD bằng 2. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AD và BC. Tính diện tích tổng phần của hình trụ tạo thành khi quay hình chữ nhật quanh trục MN. Như vậy chúng ta vẽ hình ra ha. Đây. ABCD. M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Tính diện tích toàn phần của hình trụ tạo thành khi quay hình chữ nhật quanh trục MN. Khi quay quanh trục MN thì nó tạo ra hình trụ. Hình trụ này có chiều cao H là bằng AB. AB người ta cho bằng 1. Bán kính đường tròn đáy R. R là bằng 1 nửa BC. 1 nửa AD cũng bằng 1 luôn. Như vậy thì cái diện tích xung quanh bằng 2 pi RL, L cũng bằng H. Như vậy là bằng 2 pi R và L bằng 1. Vậy bằng 2 pi. Diện tích toàn phần bằng S xung quanh cộng 2 lần S đáy. Như vậy là bằng 2 pi cộng cho 2 lần diện tích đáy. Diện tích đáy là bằng pi R bình. R bằng 1. Vậy là pi. Như vậy là bằng 4 pi. Diện tích toàn phần của nó bằng 4 pi. Đáp án B. Chúng ta xem câu 17. Giải phương trình 4 mũ x cộng 2 mũ x trừ 2 bằng 0. 4 mũ x nó chính là 2 nhân 2 mũ x tất cả bình cộng 2 mũ x trừ 2 bằng 0. A cộng B cộng C bằng 0. Như vậy 1 nghiệm bằng 1. 1 nghiệm bằng trừ 2. Này loại. Như vậy ra x bằng 0. 2 mũ x bằng 0. 2 mũ x bằng 1. X bằng 0. Đáp án A. Câu số 18. Tìm tập xác định của hàm số y bằng 3 trừ x mũ 1 phần 4. Mũ 1 phần 4 là mũ không nguyên. Cho nên là điều kiện là 3 trừ x phải dương. Nghĩa là x phải âm. Xin lỗi, x phải 3, biến 3. Như vậy tập xác định là âm vô cùng đến 3. Đáp án A. Câu số 19. Tìm hàm số f lớn x. Biết f lớn x là một nguyên hàm của fx. F lớn x
là bằng nguyên hàm của fx, tức là căn x. Thì nó là x mũ 1 phần 2, đưa ra nó là x mũ 3 phần 2 chia 3 phần 2, tức là 2 phần 3 x mũ 3 phần 2. X mũ 3 phần 2 tức là x căn x. Chúng ta sử dụng cái điều kiện f của 1 bằng 1. Như vậy suy ra C cộng 2 phần 3 bằng 1. Như vậy C bằng 1 phần 3. Như vậy là 2 phần 3 x căn x cộng 1 phần 3. Đáp án B. Câu 20. Tính tích phân đi từ 0 đến 2019 của 2 mũ x, thì nguyên hàm nó đây là 2 mũ x chia log 2. Đi từ 0 đến 2019. Như vậy là bằng tiếp 2 mũ 2019 trừ 2 mũ 0 tức là trừ 1 chia log 2. Đáp án D. Câu số 21. Cho z 1 bằng 7 cộng 1 cộng 7 y, z 2 bằng 3 trừ 4 y. Tính modulus của z 1 cộng z 2. Z 1 cộng z 2 thì bằng là 4 cộng 3 y. Thì do đó modulus bằng căn của 4 bình cộng 3 bình là căn 16 cộng 9 là bằng 25. Tính ra bằng 5. Đáp án D. Câu số 22. Cho các số nhân UN, trong đó U1 bằng trừ 3, Q bằng trừ 2. Hỏi trừ 192 là số hạng thứ mấy của UN? Công thức số hạng tổng quát UN bằng U1 nhân Q mũ N trừ 1. U1 bằng trừ 3. Cái số hạng đó là số 192. Trừ 192 bằng trừ 3 nhân Q mũ N. Q là trừ 2 mũ N trừ 1. Như vậy ta ra được là đơn giản đi. Như vậy là 60, 64 bằng trừ 2 mũ N trừ 1. 64 là trừ 2 mũ, 6. Như vậy là ta được là N trừ 1 bằng 6, N bằng 7. Là số hạng thứ 7. B. Được chưa game? Tiếp nha. Câu số 23. Tìm giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng sin bình trừ 4 sin trừ 5. Thì chúng ta đặt t bằng sin. Suy ra z t là bằng, xin lỗi, suy ra điều kiện của t là thuộc hòa đoạn trừ 1 1. Như vậy cái hàm của chúng ta là y bằng t bình trừ 4t trừ 5. Như vậy y phẩy bằng 2t trừ 4 bằng 0. À, ở đây 2t trừ 4, t nhỏ hơn 1, 2t trừ 4 là âm. Như vậy là cái giá trị y phẩy âm, cho nên hàm số nghịch biến. Hàm số nghịch biến trên đoạn trừ 1 đến 1. Vậy là giá trị nhỏ nhất của nó đạt được khi t bằng 1. Y tại 1 là bằng 1 trừ 9 là bằng trừ 8. Vậy giá trị nhỏ nhất của nó bằng trừ 8. Đáp án B. Tiếp theo câu 24. Cho hình chóp ABC. Đấy là tam giác đều cạnh A. Đấy là tam giác đều cạnh A. Hình chiếu của đỉnh S trùng với trung điểm H của cạnh BC. Biết tam giác SBC là tam giác đều. Tính số đo góc giữa SA và mặt phẳng ABC. Góc giữa SA và mặt phẳng ABC bằng góc giữa SA với hình chiếu của nó lên mặt phẳng ABC là góc giữa SA và HA.
Như vậy góc đó là bằng góc SAH. Dùng tan lấy đối chia kề. Nhưng mà tam giác ABC là tam giác đều cạnh A. Vậy AH là bằng A căn 3 chia 2. SH cũng là đường cao của tam giác đều cạnh cũng bằng A luôn. Vậy SH bằng A căn 3 trên 2 luôn. Như vậy thì hai cạnh này bằng nhau. Cho nên tam giác SAH là tam giác cân tại H. Do đó góc SAH bằng 45 độ. Đáp án A. Tam giác SAH nó vuông cân. Cho nên đáp án là 45. Ta đến với câu 25. Tìm tất cả các giá trị của M để đường thẳng Y bằng 7 cộng 1 các đồ thị tại 3 điểm phân biệt. Có từ cắt thì mình có từ xét. Xét phương trình hình độ do điểm bằng bên đây là 3x cộng 1. Đơn giản 1 đi, x làm nhân tử chung, trừ m trừ 3. Như vậy ta ra được x bằng 0, hoặc là x bình cộng 2x trừ m trừ 3 bằng 0. Để cho cái phương trình này có 3 nghiệm phân biệt thì phương trình này phải có 2 nghiệm phân biệt khác 0. Như vậy ta có là delta phẩy bằng 1 trừ EC phẩy dương, và giá trị 1 thay vào, xin lỗi, giá trị 0 thay vào nó phải khác 0. X bằng 0 thay vào thì nó chính là m trừ 3 khác 0. Như vậy m lớn trừ 5 và m khác trừ 3. Xin lỗi, m, ủa, chỗ này là m cộng 3 chứ. M lớn trừ 4 và m khác trừ 3. Đáp án A. Được chưa? Câu số 26. Cho AB lớn 0, A khác 1 và B khác 1. Đồ thị hàm số A mũ x và logarit cơ số B của x được xác định như hình vẽ bên. Mệnh đề nào đúng? Thì ở đây ta nhớ là đồ thị của hàm A mũ x nó có hai dạng. Một là lên thế này, hai là xuống thế này. Nó lên thế này khi A lớn 1 và xuống thế này A nhỏ 1 lớn 0. Vậy đây nó chính là A lớn 1 này. Còn đồ thị hàm logarit thì sao? Cũng vậy, nó có hai trường hợp. Nó xuống thế này hoặc là nó lên thế này. Đó. Vậy logarit thì nó xuống, như vậy B nhỏ 1 lớn 0. Vậy đồ thị ở đây tính chất là A lớn 1, B nhỏ 1 lớn 0, đáp án B. Câu 27. Đạo hàm của hàm số này, logarit cơ số 2 của 1 cộng cho căn x. Đạo hàm của hàm số logarit cơ số A của U thì nó bằng là U phẩy chia U nhân log nó B của A. Như vậy đây đạo hàm anh này bằng gì? U phẩy là bằng 1 chia 2 căn x chia U, tức là 1 cộng căn x, rồi nhân log nó B của A là log nó B của 2. Như vậy đáp án là gì? 1 chia 2 căn x, 2 căn x đâu rồi? Đây, log 4 chính là 2 log 2. Đáp án là C. Số 28. Cho log log B của 2 bằng A, log log B của 5 của B, của 4 bằng B. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? Rồi, log log B của 100 thì bằng là 100 là bằng gì? 2 mũ 2 nhân 5 mũ 2, 4 nhân là 25, đúng rồi. Như vậy bằng là log log B của 2, 2 lần log log B của 2 cộng log log B của 5, đúng không? Vậy bằng 2 lần log log B của 2 thì nó chính là A. Log log B của 5 thì bằng là log log B của 5
là bằng 1 phần log 5 của E. Ở đây là log cos 5 của 4. Log cos 5 của 4 là bằng 2 log cos 5 của 2 bằng B, đúng chưa? Như vậy là log cos 5 của 2 bằng B chia B chia 2. Rồi. Nhưng mà trong khi thằng này nó là log cos 5 của E. Log cos 5 của 2 rồi log cos 5 của E thì bằng log cos 5 của 2 nhân với log cos 2 của E, đúng chưa? Rồi từ từ thì bỏ ra cái bước này nha. Vậy là bằng 2 A cộng log cơ số y của A 5, log cơ số y của 5 thì bằng log cơ số y của 2 nhân với log cơ số 2 của 5, đúng không? Mà anh này chính là bằng gì? Anh này chính là bằng A nhân anh này chính là bằng đây B, B chia 2 1. Như đây là log 2 5 thì bằng log 5 2 thì nghịch đảo lại, log 2 5 là 1 phần log 5 2. 1 phần log 5 2 tức là 1 phần B chia 2, nghĩa là 2A phần B, đúng chưa? Vậy đáp ở đây, vậy là 2 cộng 2A phần B. Vậy nhân vào nó ra là gì? 2AB cộng 4A phần B. Đấy. 2AB cộng 4AB phần A phần B. Sau đó 2AB cộng 4A thôi chứ. Rồi. 2AB cộng 4A phần B đây, đáp án gì? Rồi bấm máy tính cho nhanh luôn nè. Muốn tính gì nó thấy thôi. Rồi. Rồi lâu chút. Câu số 29. Bx bằng AB là tập nghiệm của bất phương trình. Như vậy là ta có gì? Cơ số là 1 phần 6 nhỏ 1. Như vậy là đổi chiều nhỏ bằng x cộng 3 thì tương đương với lại là x bình trừ 2x trừ 3 nhỏ bằng 0. Mà mới tính ra thì ta ra được là x lớn bằng trừ 1 biến bằng 3. Như vậy tập nghiệm nó chính là đoạn trừ 1, 3. Như vậy là khi đó B trừ A bằng bao nhiêu? B trừ A tức là 3 trừ cho trừ 4 là cộng 3 trừ cho trừ 1 là cộng 1 bằng 4. Đáp án B. Câu số 30. Cho số vectơ z thỏa mãn, tìm modulus của z ngang cộng y z. Rồi, ta bấm luôn. Ta bấm gì? Đây là z ngang hả? Z ngang. Vậy là chúng ta bấm z ngang là bằng bấm cái phân số bấm trước đầu tiên là mod 2. Xin lỗi. Mod 2 để bấm cái phân số ra, phân số là 1 cộng căn 3 y mũ 3, đúng không, chia cho 1 trừ y. Như vậy là trừ 4 trừ 4y. Dứt ngang là trừ 4 trừ 4y.
AZ là bằng trừ 4 cộng 4y. Rồi chúng ta bấm module shift hip dứt ngang là trừ 4 trừ 4y cộng AZ là AZ là bằng trừ 4 cộng 4y 8 căn 2. 8 căn 2 được chưa? Đáp án C. Câu 30 đáp án C mà. Câu 31. Cho số phức z thỏa mãn 3 cộng 2 y z cộng với 2 trừ y tất cả bình bằng 4 cộng y. Giờ hỏi phần thực và phần ảo của z là bao nhiêu? Chúng ta bấm luôn nha. Z sẽ bằng là gì? 4 cộng y trừ 2 trừ y bình chia cho 3 cộng 2 y. Được chưa? 4 cộng y trừ mở ngoặc 2 trừ y bình chia cho 3 cộng 2 y. Rồi. Và nó bằng 1 cộng y. Như vậy là phần thực bằng 1, phần ảo cũng là 1, trừ nhau ra 0. Đáp án gì? Tiếp câu 32. Anh sinh viên A sau khi ra trường mong muốn sau 1 năm sẽ có hơn 60 triệu đồng để mua xe. Hàng tháng anh A phải gửi vào ngân hàng một số tiền như nhau là M. Hàng tháng nha. Anh A phải gửi vào ngân hàng một số tiền như nhau là M. Hỏi M nhỏ nhất là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất ngân hàng là 6%. Như vậy lãi suất ngân hàng á R bằng 6. 0,6% trên 1 tháng. Tức là 0,006 trên 1 tháng. Rồi. M là số tiền anh đã bỏ vào ban đầu. Đến cuối tháng 1 anh đã được số tiền là M nhân cho 1 cộng R, tức là 1,006. Số tiền sau tháng thứ nhất. Rồi. Đến tháng thứ 2 thì anh ấy đầu tháng anh ấy tiếp tục bỏ vào M. Thì đến tháng thứ 2 số tiền anh đó là sẽ là M cộng cho M nhân cho 1,006. Rồi. Tất cả nhân cho 1,006. Thì đầu tháng 2 anh đã bỏ cái số tiền thêm là M nữa này. Rồi anh đó nó ra đây. Như vậy là bằng M nhân cho 1,006 cộng cho M nhân 1,006 bình. Đúng không? Như vậy thì đây là tháng thứ 2. Tương tự đến tháng thứ N, giả sử đến tháng thứ N thì số tiền của anh đó sẽ là gì? Sau N tháng sẽ là M nhân 1,006 mũ 1 cộng M nhân 1,006 mũ 2 cộng cho đến M nhân 1,006 mũ N. Tức là sau N tháng thì nó ra được số tiền này. Đây là tổng của N số hạng đầu tiên của một cấp số nhân. Đúng không? Tổng N số hạng đầu tiên của cái số nhân thì công thức SN bằng U1 nhân 1 trừ Q mũ N chia cho 1 trừ Q. Ở đây Q là gì? Q là bằng 1,006. Vậy U1 là bằng M này nhân 1,006 này
nhân 1 trừ y là 1,006 này. Mũ n chia cho 1 trừ y là trừ 0,006. Rồi. Vậy đơn giản đi. Nó là bằng m nhân 1006 chia 0 chia cho 6. Chỗ này còn lại là 1 trừ, đưa dấu trừ lên trên là 1,006 mũ n trừ 1. Rồi. Nhưng mà anh cần là bao nhiêu? Sau 1 năm, sau 1 năm, ở đây là, ở đây nói lại là đề nó cho là sau 1 năm thì anh đấy phải đủ số tiền. Sau 1 năm tức là n bằng 12 tháng. Vậy sau 1 năm thì cái số tiền của anh đó sẽ là gì? M nhân 1,006 chia 6. 1,006 chia 6 nhân cho 12. 12 như vậy là 1,006 mũ 12 trừ 1. Về cái số tiền của anh đó cần là phải bằng bao nhiêu? Là phải bằng hơn 60 triệu. 60 triệu. 1 triệu là 10 mũ 6. Như vậy 60 triệu là 60 nhân 10 mũ 6. Như vậy tóm lại cái số tiền anh đó cần bỏ vào là bao nhiêu? Cái này phải lớn bằng, lớn bằng cái này. Như vậy là số tiền sẽ là M phải lớn bằng 60 triệu, tức là 60 nhân 10 mũ 6. Rồi nhân 6 chia cho 1,006. Nhân 1,006 mũ 12 trừ 1. Đây chính là cái số tiền ở đây cần bỏ vào. Rồi chúng ta bấm nha. Vậy là bao nhiêu đây? Sáu mươi nhân 10 mũ 6 nhân 6 rồi chia cho 1,006 nhân 1,006 mũ 12 rồi trừ 1, đóng ngoặc lại. Như vậy số tiền này cần bỏ vào là 48 triệu, à xin lỗi, 4.808.000. M lớn bằng 4.088.888. Như vậy đó là số tiền nào trong các đáp án 4808 nhé. 4808 thì là 4808 22288. 4808. Vậy đó là 4808 288. Như vậy là lớn hơn này. Vậy số tiền đó phải là đây. 4809. Đúng không? 4809. Không thể là 48208 được. Số tiền làm tròn, nếu mà mình làm tròn xuống thì nó chưa chắc thì nó đủ, phải làm tròn lên đúng không? Đáp án A. 4809 nha. 4809. Tiếp theo câu 33. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng x cộng 1 chia x trừ 2 với cái các trục tọa độ. Như vậy các trục tọa độ là y bằng 0 với x bằng 0. Như vậy là x bằng 0 là 1 cận này, y bằng 0 thì cho này bằng 0. Để x bằng trừ 1. Như vậy diện tích hình phẳng nó sẽ là tích phân đi từ trừ 1 đến 0.
trị tuyệt đối x cộng 1 chia x trừ 2 về x. Và cái này có thể bấm máy tính là so cũng được. Nhưng mà từ trừ 1 đến 0 thì cái biểu thức này nó dương rồi. Trừ 1 đến 0 nó mang dấu dương. Như vậy là có thể bỏ trị tuyệt đối đi. Rồi. Như vậy là chúng ta sẽ tách nó ra. X trừ 2 cộng 3. Như vậy là bằng 1 cộng 3 phần x trừ 2 về x. Vậy tiếp tục là bằng gì? 1 nguyên hàm nó là x, 3 lớp là b của trị tuyệt đối x trừ 2 về từ trừ 1 đến 0. Như vậy là trừ 1 đến 0 không thi vào là 3 lần log 2. Trừ 1 thi vào là trừ 1 cộng 3 lần log 3. Như vậy đáp số sẽ là 1 cộng 3 lần log 2 phần 3. Log 2 trừ log 3 là log 2 phần 3. Sẽ là log 5 phần 3. 1 không thay vào là 3 lần log 2, trừ 1 thay vào thì trừ 1 cộng 3 lần log 3, phải log 2 phần 3 chứ. Điểm như là cái dấu xíu nha, cái dấu là nghiệm của nó là trừ 1 với 2, trong trái là âm, ngoài cùng là dương. Như vậy là từ trừ 1 đến 0, xin lỗi, trừ 1 đến 0 là đây. Trừ 1 đến 0 nó mang dấu âm em. Trừ 1 đến 0 nó mang dấu âm, thì chỗ này thêm dấu trừ vô nha. Ở phía trước thêm dấu trừ vô. Đây thêm dấu trừ vô. Đây thêm dấu trừ vô. Như vậy nó sẽ đổi lại, kết quả nó sẽ đổi lại dấu trừ. Kết quả sẽ đổi lại là trừ 1 cộng log 3 bằng 2. Đúng không? Trừ 1 cộng log 3 bằng 2. Trừ 1 cộng 3 log 3 bằng 2. Đáp án C. Trừ 1 cộng 3 log 3 bằng 2. Đúng rồi. Đáp án C. Được chưa? Tiếp câu 34. Cho hình phẳng H là hình phẳng giới hạn bởi y bằng căn x, y bằng x trừ 2 về chục hoành. Diện tích H bằng, như vậy có thể diện tích H là lấy luôn cái thằng này trừ đi cái tam giác này. Được chưa? Như vậy diện tích S sẽ bằng tích phân đi từ 0 đến 4, lấy luôn thằng này tức là căn x, trừ đi diện tích tam giác này tức là 1 phần 2 tích của hai cạnh góc vuông, đó là 2 nhân 2. Như vậy là x căn x thì nguyên hàm của nó là x mũ 3 phần 2 tức là x căn x chia cho 3 phần 2 tức là nhân 2 phần 3 đi từ 0 đến 4, phía sau nó là 2. Rồi đơn giản đi, 4 thay vào là 2, nhân 4 là 8, nhân 16, 16 phần 3 trừ đi 2. Như vậy là bằng trừ đi 6, 16 mà trừ đi 6 là 10 phần 3. Đáp án A. Được chưa? Chúng ta tiếp tục với cái câu 15. Tìm giá trị của tham số M để biểu thức Fx bằng x bình cộng mx, m cộng 1x cộng 2m cộng 1 lớn 0 với mọi x thuộc R. Chúng ta ôm lại cái tính chất của tam giác bậc 2 ở lớp 10. Ax bình cộng bx cộng c lớn 0 với mọi x thuộc R. Ở đây A khác 0 nha, tương đương với lại là
A dương và delta, hoặc là delta phẩy âm. Với A nó khác không rồi nha. A mà chưa khác không thì mình phải xét A bằng không và A khác không. Vậy ghi tâm thức bậc 2, A với dương, delta âm, ở đây A bằng 1, A 1 rồi, dương rồi, còn lại delta thôi, delta là B bình, trừ 4AC, anh là phải âm, vậy đây là M bình, trừ 40M, cộng 2M, trừ 8M là trừ 60M, 1, 1 mà trừ đi 28, còn là trừ 27, biến 0, vậy M lớn trừ 3, biến 9, được chưa? Đây là đáp án, đáp án B. Được chưa các em? Câu số 36. Từ các số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau? Gồm hai chữ số chứ. Số tự nhiên gồm hai chữ số là AB. A phải khác 0. Vậy A có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cách chọn. B, B thì lấy từ 0 đến 6. Không cần phải khác A. B có 7 cách chọn. Như vậy số cách thành lập là 6 x 7 bằng 42. 42 số. Đáp án gì? Tiếp theo con số 38. Cho hàm số fx liên tục trên r thỏa mãn f của 1 bằng 1, tích phân đi từ 0 đến 1 của ft gt bằng 1 phần 3, tính giá trị của y là tích phân đi từ 0 đến b nhân 2 sin 2x f phẩy của sin x dx. Y chúng ta viết lại là bằng tích phân đi từ 0 đến b nhân 2 sin 2x là 2 lần sin x cos x rồi nhân f phẩy của sin x dx. Chúng ta thấy đây chính là t, chúng ta đặt đó là t. Đặt t bằng sin x vì dt bằng cos x dx. Vậy thay vào ta được y bằng 0 thì t bằng 0, bi 2 thì t bằng 1, 2t cos x dx thì nó chính là dt, chỗ này nó chính là f phẩy của t. Như vậy nó vẫn còn và ở đây có dạng đa thức nhân với f phẩy thì chúng ta dùng phương pháp từng phần. Phương pháp từng phần như sau: chúng ta đặt u là bằng 2x, dv đặt u là bằng 2t, dv là f phẩy t dt. Từng phần nha, đặt u bằng 2t, dv bằng f phẩy t dt. Vậy suy ra du bằng 2 dt, v là nguyên hàm của f phẩy thì chính là ft. Vậy suy ra y bằng như sau: uv 2t f phẩy t, xin lỗi, ft
đi từ 0 đến 1, trừ cho VGT, VU là tích phân đi từ 0 đến 1 của hai lần FT, VT. Rồi, anh này thấy cộng vào, nó là 2 nhân F1 trừ 0 tới vào là 0, trừ 2 lần, chính là tích phân đi từ 0 đến 1 của FT, VT. Rồi, thế bây giờ đề cho là F của 1 bằng 1, F của 1 bằng 1, vậy là chỗ này bằng 2 nhân 1 trừ 2 nhân F, tức phân đi từ 0 đến 1 của F, T, G, T nó bằng 1 phần 3, và chỗ này 2 nhân 1 phần 3, như vậy là bằng 4 phần 3, đáp án là bằng 4 phần 3, đáp án C. Về bài này, đầu tiên là mình phải biến đổi theo T chứ, tức là mình phải đặt T bằng cái trong này. Sau đó, nó có dạng là đa thức nhân với F phẩy là dùng góc từng phần. Nói chung là tích của hai hàm khác nhau, thì mình nghĩ đến cái diện từng phần. Tiếp tục. Chúng ta đến với câu 38. Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 16 bi. Để tôi vẽ hình trụ ra. Diện tích xung quanh bằng 16 bi. Rồi tóm tắt đề luôn. S xung quanh là bằng của hình trụ là 2 bi rồi là 16 bi. Rồi thiết diện qua trục là một hình vuông. Rồi đặt đây là A, B, C, D. Đây là L. Đây là H. Và đây là R. Vì thiết diện này là hình vuông, cho nên L bằng 2 lần R. Tính thể tích V. Rồi. Thể tích V thì bằng B, tức là diện tích đáy nhân với đường cao, BR bình nhân H. Rồi. H ở đây bằng R, L rồi. Như vậy là ta có thay L bằng 2R vào đây. Vậy ta được là 2BR nhân 2R bằng 16B. Đơn giản hai vế cho 4B, ta được R bình bằng 4. Như vậy R bằng 2. R bằng 2 thì H bằng 4. Như vậy thay vào thể tích V bằng B, 2 bình là 4, nhân với H là 4 nữa, là bằng 16 B. Đáp án C. Được chưa? Câu số 39. Trong không gian OXYZ, cho mặt phẳng B có phương trình 2X cộng Y trừ 3Z cộng 1 bằng 0. Tìm một vector pháp tuyến. Vector pháp tuyến nó là 2, 1, trừ 3. Hoặc là những vector nào cùng phương vector này. Như vậy là chúng ta nhân thêm cho trừ 3, nó sẽ ra cái này. Nhân thêm cho trừ 3. Nhân thêm cho trừ 3 thì ra này. Ở đây chính là đáp án. Đúng chưa? Tiếp tục câu 40. Trong không gian OXYZ, cho tam giác ABC có điểm A, trừ 1, 3, 2, điểm B, 2, 0, 5, điểm C 0 trừ 2 1. Biết phương trình đường trung tuyến AM. Đường trung tuyến AM là đi qua A và đi qua M là trung điểm BC.
đi qua M là trung điểm BC thì lấy B cộng C trên 2. Như vậy là 1 B cộng C trên 2 trừ 1 3. Như vậy vectơ phát chỉ phương của đường thẳng AM chính là vectơ AM luôn. Nó chính là lấy M trừ A 2 trừ 4 1 2 trừ 4 1. Chúng ta sẽ loại dần 2 trừ 4 1 loại D, 2 trừ 4 1 loại C. Rồi giữa A và B chúng ta thay điểm M vào, thay điểm M 1 trừ 1 3 thay vào 1 trừ 1 3 0 này không thỏa rồi, thay vào B chúng ta thấy không thỏa, vậy cho nên thay vào A 1, vậy là 1 trừ 1 cũng là 1, 3 cũng là 1, đúng rồi, đáp án là A. Câu 40 đáp án là A. Câu 41. Trong không gian OXYZ cho 3 điểm A, B, C, mặt phẳng B có phương trình là X cộng Y cộng Z cộng 2 bằng 0. Vậy thì tóm tắt lại nha, điểm A là 1, 2, 3. Điểm B là 0, 1, 1. Điểm C là 1, 0, trừ 2. Mặt phẳng B là X cộng Y cộng Z cộng 2 bằng 0. Gọi M là điểm thuộc mặt phẳng B sao cho giá trị biểu thích. Sao cho giá trị biểu thích T bằng MA bình cộng 2 lần MB bình cộng MA bình cộng 2 lần MB bình cộng 3MC bình nhỏ nhất. Yêu cầu tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng Q. Ủa tôi coi lại cái điểm M này có nằm trên mặt phẳng B không nhé. À, điểm M. Đây, tóm tắt lại cái đề nha. Cho 3 điểm A, B, C. M thì nó nằm trên mặt phẳng B. Sao cho cái tổng này nhỏ nhất. Người ta yêu cầu tính khoảng cách từ M đến Q. Vậy là mình phải tìm ra được điểm M trước. Tìm ra điểm M trước rồi mới tính cái khoảng cách từ M đến Q. Bài này nó liên quan đến một cái kiến thức. Người ta gọi là kiến thức tâm tỉ cự. Tôi sẽ dạy vào một cái video về nói về nâng cao và tâm tỉ cự nha. Thì ở đây thì làm tóm tắt thế này, tức là đầu tiên ta đi tìm điểm Y sao cho dựa vào đẳng thức này này, vector IA tìm điểm Y nha, sao cho vector IA này hệ số 1 này đúng không, cộng cho 2 lần vector IB cộng cho 3 lần vector IC bằng vector 0. Thì luôn luôn tìm được điểm Y như vậy. Để tìm ra luôn này. Vậy là A trừ Y. Vector IA thì lấy A trừ Y. Cộng 2 lần. Vector IB thì lấy B trừ Y. Vector IC thì lấy C trừ Y. Bằng 0. Như vậy là ta có 1 Y trừ 2. Cái này xin lỗi, cái này số 3 không em? Nó lại là 1 lần IA cộng 2 lần IB cộng 3 lần IC bằng vector 0. Rồi, do đó là A trừ Y này, 2 lần B trừ Y này, 3 lần C trừ Y này bằng 0, 3 lần nha. Rồi, như vậy Y chúng ta tính ra 6 lần Y đúng không? 1, 2 với 3 là 6. Y sẽ bằng A cộng 2B cộng 3AC tất cả chỉ 6. Chúng ta nhập vào, nhập vào máy tính y chang vậy luôn nha, nhập vào y hệt như vậy. Đó là nhập vào phân số này alpha A cộng 2B alpha B cộng 3C
alpha C. Rồi tất cả chia 6. Chia 6. Rồi chúng ta nhấn can. Chúng ta lần lượt can các cái hoành độ vào trước. Hoành độ điểm A là 1 này, 0 này, 1 này. 1 bằng 0 bằng 1 bằng. Như vậy ra điểm Y nó là 2/3. Hoành độ nó là 2/3. Rồi, tiếp tục can tiếp. Bây giờ đến trung độ 2, 1, 0. 2 bằng 1 bằng 0 bằng. Vậy cũng là 2/3 luôn. Rồi tiếp. Can đến cao độ. Can đến cao độ. 3, 1, trừ 2. 3 này. 1 này. Trừ 2 này. Đó. Trừ 1/6. Như vậy là ta có tọa độ điểm Y là 2/3, 2/3 với trừ 1/6. Rồi. Vậy là ta được tìm được tọa độ điểm Y mà em. Được chưa? Vậy thì khi có điểm Y đó ta được gì? Bắt đầu này. Vector MA này. Thì MA bình bằng vector bình. Mà vector bình thì bằng vector MI cộng cho vector IA bình. Đúng chưa? Đấy. Thì khai triển ra. Khai triển cái này ra. Nó bằng MI bình cộng 2 lần MI nhân IA cộng cho IA bình. Đó. Tương tự MB bình thì nó bằng MI bình cộng 2 lần MI nhân IB cộng cho IB bình. MC bình thì bằng MI bình cộng 2 lần MI nhân IC cộng cho IC bình. Vậy bây giờ thầy lấy MA bình cộng 2 lần MB bình cộng 3 lần MC bình thì nó sẽ bằng, như vậy là MI bình cộng 2 MI bình cộng 3 MI bình nữa là 6 MI bình cộng tiếp 2 lần MI nhân IA. Chỗ này là nhân 2 này đúng không? Nhân 2 đây. Mình nhân hết, mình nhân 2 đây nha. Chỗ này mình nhân 3 nha. Vậy chỗ này nhân 2 lên là 4. 4 lần MI nhân IB. Chỗ này là, chỗ này sẽ là 6 MI nhân IC. Nhân IC. Rồi. Tiếp tục ở phía sau nó là IA bình cộng 2 lần IB bình cộng 3 lần IC bình. Đúng không? Đấy. Rồi. Đây là IC bình. Rồi. Thì đây là hằng số nha em. Đây là một hằng số bởi vì điểm Y có rồi. Điểm A, điểm B có rồi. Đây là hằng số. Còn đây này. Đây này. Chỗ này nó chính là thầy đặt. Cái chỗ này nó chính là đặt 2 MI ra làm nhân viên chung. Thì nó còn lại là IA. Chỗ này này. À, cộng cho 2 lần IB. Cộng cho 3 lần IC. Thì em thấy cái này chính là vector 0 này không? Nãy mình gọi cái này vector 0 mà. Vector 0 nhấn này bằng 0. Vì cái đám này bằng 0. À, quy cái đám này bằng 0. Đấy. Như vậy nó tóm lại là cái tổng này bằng 6 lần MI bình. Cộng với một cái hằng số. Vậy thì cái tổng này người ta yêu cầu là gì? Đạt giá trị nhỏ nhất. Cái tổng này đạt giá trị nhỏ nhất khi nào? À, khi mà MI nhỏ nhất. Đúng không? Như vậy là MI nhỏ nhất đúng không nha? MI đặt min. Mà ta thấy này, cái điểm M là nó chạy trên mặt phẳng B, đúng không? Điểm M nó chạy trên mặt phẳng B, người ta cho này. Điểm M chạy trên mặt phẳng B. Vậy là MI nhỏ nhất khi nào? Điểm Y này đây. MI nhỏ nhất khi M là hình chiếu vuông góc của Y lên mặt phẳng B, đúng không? Hình chiếu vuông góc của Y lên mặt phẳng B. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm điểm M nha. Nhưng mà trước hết mình kiểm tra thử là nhiều khi cái điểm Y đó nó có nằm trên mặt phẳng B hay không. Nếu mà điểm Y mà nó nằm trên mặt phẳng B thì hình chiếu của nó lên mặt phẳng B chính là điểm Y luôn. Bây giờ mình thử thay nha. 2/3 cộng 2/3 trừ 1/6
cộng 2 à không thuộc, không thuộc thì thôi đúng không, không thuộc thì thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm tọa độ điểm A đúng không, đi tìm tọa độ điểm A thì đó, đi tìm tọa độ điểm M là hình chiếu của điểm A lên cái mặt phẳng B này. Đấy. Vậy là ta có vết đường thẳng IM có phương trình là gì? Đường thẳng IM thì có vectơ chỉ phương, nó chính là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B là 111. Vectơ chỉ phương của đường thẳng IM nó chính là vectơ 111. Rồi nó đi qua điểm A nữa. Vậy phương trình đường thẳng IM là đó là x bằng 2 phần 3 cộng t, 2 phần 3 cộng t đúng không, điểm y này, điểm y m đúng nha, 2 phần 3 cộng t y bằng 2 phần 3 cộng t tiếp x bằng trừ 1 phần 6 cộng t. Rồi các em thay vào mặt phẳng b đi, cái điểm m, điểm y chính là giao điểm giữa, xin lỗi, điểm m chính là giao điểm giữa mặt phẳng b với lại đường thẳng IM, đúng không? Mặt phẳng B có phương trình là x cộng y cộng z bằng 2 nha em. Đấy. X cộng y cộng z cộng 2 bằng 0 nha. Để gần đây để ta nhìn. Đây. Đây là đường thẳng IM và đây là mặt phẳng B. Vậy ta thay vào nha. Thay cái này vào. Như vậy là x nó bằng 2 phần 3 cộng t, y nó bằng 2 phần 3 cộng t, z nó bằng trừ 1 phần 6 cộng t cộng với 2 bằng 0. Rồi chúng ta đơn giản tìm t ra, gọi là mấy t, 3t đúng không, 3t chỗ này là 4 bằng 6, 4 bằng 6 xin lỗi, 4 bằng 3, 4 bằng 3 cộng với trừ 4 bằng 3 cộng với 2 là 10 phần 3, 10 phần 3 tức là 20 phần 6 trừ đi 1 phần 6 là bằng 19 phần 6. 19 phần 6. Như vậy là sin t bằng trừ 19 phần 8. 19 phần 18. Nè. Với t bằng trừ 19 phần 8 thì ta tìm ra được điểm điểm m như sau. Trừ 19 phần 8. 18 thì cái điểm m là x nó sẽ là, cho nên là nhân thêm 6. 2 phần 3 cộng với trừ 18, 12, trừ 7 phần 18, rồi trừ 7 phần 18, trừ 1, 24, 20 phần 6, 10 phần 3, 20 phần 6, rồi. Chỗ này là trừ, trừ 3 phần 18, trừ 22 phần 18, trừ 3, trừ 22, trừ 3, trừ 22, trừ 22, trừ 18 là trừ 11 phần 9. Rồi, đây chính là điểm M em. Rồi, lấy điểm M này tính khoảng cách đến mặt phẳng Q là xong. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng Q, đây, mặt phẳng Q, như vậy khoảng cách đó là bằng. Khoảng cách từ M đến Q nha, điểm M đây. Khoảng cách từ M đến Q là thì tuyệt đối đây, thay điểm M vào 2 lần trừ 7 phần 8 18 trừ cộng 7 phần 18 trừ 2 lần là cộng 22 phần 9 cộng 3 chia căn A bình B bình sự bình là căn bằng 3 em. Để tính ra được rồi. Rồi tính máy tính nha. Rồi, tính ra nè em, nó bằng 91 phần 54. 91 phần 54. Và đó chính là đáp án gì? Đáp án gì? Được chưa? 91 phần 54 nha. Đáp án gì? Tiếp theo câu số 42. Thank you.
trong không gian cho điểm A 1, 2, trừ 1. Đường thẳng D có phương trình là x trừ 1 chia 2 bằng y cộng 1 chia 1 bằng x trừ 2 chia trừ 1. Mặt phẳng B có phương trình là x cộng y cộng 2x cộng 1 bằng 0. Điểm B thuộc mặt phẳng B thỏa mãn đường thẳng AB, vuông góc và các đường thẳng D. Tọa độ điểm B là cả bốn đáp án. Như vậy ta vẽ minh họa cái hình như sau. Đây là cái mặt phẳng B. Đây là điểm A. Cái đường thẳng, cái điểm B thuộc mặt phẳng B sao cho AB vừa vuông góc mà lại vừa cắt D. Đây. Đây là mặt phẳng B đây. Như vậy có cái chữ cắt. Em lưu ý cái chữ cắt. Mà đặc biệt là cắt đường thẳng. Thì mình gọi ngay cái tọa độ điểm đó là H. H này nó nằm trên đường thẳng D. Cho nên H này sẽ được có một cái tọa độ phụ thuộc vào tham số T. Cái này người ta gọi là tham số hóa tọa độ điểm H. Đó là cách làm rất hay làm khi mà điểm nằm trên đường thẳng. Là chúng ta cứ tham số hóa nó liền. Rồi. Vậy muốn tìm ra T thì ta sử dụng điều kiện là AH vuông góc với lại vectơ chỉ phương của D. Và từ đó mình tìm được T. À, có T rồi thì mình tìm được H. Có H thì mình viết được phương trình đường thẳng AB cũng chính là đường thẳng AH. Vậy điểm B lúc đó chính là giao điểm giữa đường thẳng AH với lại mặt phẳng B. Vậy là xong. Như vậy đầu tiên ta viết phương trình đường thẳng D dưới dạng phương trình tham số. Đây. D đi qua điểm M có tọa độ là 1, trừ 1, 2. Và có vectơ chỉ phương U 2, 1, trừ 1. Như vậy là phương trình tham số của D là x bằng 1 cộng 2t, y bằng trừ 1 cộng t, z bằng 2 trừ t. Như vậy ta có điểm M, gọi H là giao điểm của đường thẳng AB với mặt thẳng B với đường thẳng D. H thuộc đường thẳng D. Cho nên H sẽ có tọa độ là 1 cộng 2T trừ 1 cộng T 2 trừ T. Rồi, ta sử dụng điều kiện AB vuông góc với D, cũng tức là AH vuông góc với lại D. Vậy AH sẽ vuông góc với vectơ chỉ phương của D. Vậy vectơ chỉ phương của D là 2, 1, trừ 1. Còn vector AH thì chúng ta tính riêng. Vector AH là lấy H trừ đi A. Lấy H này trừ đi A. Như vậy là 2T trừ 3 cộng T. Và H trừ đi A là 3 trừ T. Rồi. Về sử dụng điều kiện AH vuông góc với lại UD tương đương với lại vectơ AH nhân với vectơ chỉ phương của D bằng 0. Tương đương tiếp. AH nhân với vectơ chỉ phương của D đây. Vậy là 4T
Rồi, trừ 3 cộng t. Rồi, trừ 3 cộng t tiếp bằng 0. Vậy ra ngay 10t bằng 0, t 10t bằng 6. T bằng 6 phần 10 tức là 3 phần 5. Với t bằng 3 phần 5 thì thầy có được tọa độ điểm H là ở đây mình sẽ đi viết phương trình đường thẳng AH, cho nên mình có thể thay vào vectơ AH luôn để mình tìm vectơ chỉ phương luôn, khỏi phải đi tìm H. Vậy CD vectơ AH là vectơ chỉ phương của đường thẳng AH. 3 phần 5 nhân 2 là 10 phần 6, 6 phần 5. 3 phần 5 trừ 3 trừ 15, trừ 15 cộng 3 là trừ 12 phần 5. Rồi 3 phần 5, 3 phần 5, 3 trừ 3 phần 5 là trừ, là bằng 12 phần 5. Như vậy vectơ này cùng phương với vectơ u phẩy, đó là 1 trừ 2 1, được chưa? Như vậy ta có phương trình đường thẳng AH x bằng, nó đi qua điểm A nha, 1 cộng t y bằng 2 trừ 2t, z bằng trừ 1 cộng t. Vậy bây giờ muốn tìm tọa độ điểm B thì chính là giao điểm của đường thẳng AH với mặt phẳng B. Ta lấy phương trình của AH, ta thay vào phương trình của mặt phẳng B để tìm ra t, thay vào đây. Như vậy ta ra được là gì? X là 1 cộng t, y là 2 trừ t, 2 trừ 2t cộng 2z là trừ 2 cộng 2t, trừ 2 cộng 2t, rồi cộng 1 bằng 0, trừ 2t cộng 2t là hết, 2 trừ 2 hết. Vậy là còn lại t bằng trừ 2. Có t bằng trừ 2 rồi thì chúng ta thay vào đây ta tìm được điểm H. Xin lỗi, thay vào đây ta tìm được điểm B, bởi vì điểm B chính là giao điểm của AH với lại B này. Như vậy điểm B sẽ là 3 trừ 2 1, 3 trừ 2 1, đây chính là điểm B, và đó chính là đáp án B, 3 trừ 2 1. Như vậy nói lại cái sơ đồ là thực chất là đường thẳng AB cắt đường thẳng D và vuông góc với đường thẳng D. À, cái từ cắt ở đâu là cái hướng làm ở đó. Nhớ không em? Cắt ở đâu, hướng làm ở đó. Nó cắt D thì mình gọi giao điểm là H. Rồi từ đó mình đi tham số hóa tọa độ điểm đó. Rồi tìm ra được T nhờ vào cái quan hệ vuông góc. Có T rồi thì chúng ta viết được phương trình A và từ đó tìm được điểm B. Xong. Chúng ta tiếp với bài 43. Câu 43. Một trò chơi điện tử xác suất game thủ thắng trong một trận là 0,4. Xác suất thắng là 0,4, không có hòa. Hỏi chơi tối thiểu bao nhiêu trận để xác suất thắng ít nhất một trận trong loạt trận chơi đó lớn hơn 0,95. Lớn hơn 0,95. Ở đây xác suất thắng là 0,4. Vậy xác suất thua sẽ là 0,6. Giả sử như người đó chơi N trận người ta nói là
xác suất để thắng ít nhất một trận. Thế thì xác suất để thắng ít nhất một trận có nghĩa là thắng một trận, có thể là hai trận, có thể là n trận. Như vậy thì nếu mà mình tính trực tiếp thì nó rất là nhiều, rất là nhiều trường hợp. Như vậy bây giờ giả sử chơi n trận, xác suất để thắng ít nhất một trận, thì bây giờ ngược lại là xác suất đối, biến cố đối của thắng ít nhất một trận chính là không có trận nào thắng. Đó. Mà không có trận nào thắng tức là toàn thua. Vậy xác suất toàn thua là chơi n trận và toàn thua, nó chính là 0.6 nhân 0.6 nhân 0.6 nhân 0.6 n lần như vậy. Như vậy là xác suất toàn thua là 0.6 mũ n. Vậy từ đó suy ra xác suất để thắng ít nhất một trận trong n trận đó là 1 trừ đi 0.6 mũ n. Đây là xác suất thắng ít nhất một trận. Vậy đề yêu cầu xác suất này phải lớn hơn 0.95. Như vậy ta có là gì? 1 trừ 0.6 mũ n phải lớn hơn 0.95, tương đương 0.6 mũ n bé hơn 1 trừ 0.95 là 0.05. Như vậy cơ số nhỏ 1 ngược chiều n phải lớn hơn logic cơ số 0.6 của 0.05. Rồi bấm máy. Đây. Logic cơ số 0.6 của 0.05 là 5.8. N phải lớn hơn 5.8, tức là lớn bằng 6. Vậy người đó phải chơi ít nhất là 6 trận thì nó mới có được cái xác suất thắng lớn hơn 0.95. Đáp án là A. Được chưa? Ta xem với câu số 44. Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông, tâm O SO góc với mặt phẳng đáy. Vậy là mình vẽ hình được rồi. Đây. Người ta cho SO bằng A. Đấy là vuông tâm O cạnh cũng bằng A. Yêu cầu tính khoảng cách giữa SC và AB. Khoảng cách giữa SC và AB. Nhớ điểm D ở đây nha. Điểm B ở đây dễ dễ nhìn. Rồi, khoảng cách giữa SC và AB. Ở đây ta có AB song song với CG. Vậy suy ra khoảng cách giữa suy ra AB song song với mặt phẳng SCG này. Như vậy khoảng cách giữa AB và CG và SC, AB và SC bằng khoảng cách giữa AB đến mặt phẳng SCG. Và bằng tiếp khoảng cách giữa AB với mặt phẳng SCG bằng khoảng cách từ A
đến mặt phẳng ACG. Nhưng mà khoảng cách từ A thì AC, O là trung điểm AC này, AO cắt đây thầy C này. Như vậy khoảng cách từ A đến mặt phẳng SCG gấp 2 lần khoảng cách từ O đến mặt phẳng SCG. Như vậy bây giờ chúng ta chỉ cần tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng SCG với tắc 3 đường, hạ vuông góc tới một đường, nối lại một đường, đây là Y. Đường thứ ba là nối từ O vuông góc tới SA, đây là H, xong. Vậy là bằng 2 lần OH. Áp dụng công thức nghịch đảo 1 phần OH bình. Bằng 1 phần SO bình. Cộng 1 phần OI bình. SO là bằng A. OI là bằng A chia 2 bình lên là A bình chia 4, nghịch đảo lên là 4 phần A bình. Vậy bằng 5 phần A bình. Vậy OH bằng A chia căn 5. Vậy khoảng cách này bằng 2 lần A chia căn 5. 2 lần A chia căn 5 tức là 2 căn 5. 2A căn 5 chia 5. 2A căn 5 chia 5. Yeah. Đáp án là D. 2A căn 5 chia 5. Tiếp câu 45. Câu số 45. Cho hàm số y bằng x cộng m chia x trừ 1. Thỏa mãn min trên đoạn 24 bằng 3. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? Trước hết chúng ta phải nhớ cái điều này. Nếu hàm số đồng biến trên đoạn AB thì min của hàm số trên đoạn AB sẽ là bằng giá trị tại A. Đồng biến thì min là A. Còn nếu hàm số nghịch biến trên đoạn AB thì min của hàm số nghịch biến thì min sẽ là giá trị tại B. Như vậy bài này mình cứ tính đạo hàm y phẩy. Y phẩy bằng trừ 1 trừ m chia x trừ 1 bình. Bài này nó chỉ có thể là đồng biến hoặc là nghịch biến thôi. Vậy m có hai khả năng. Nếu 1 trừ m trừ 1 trừ m dương, tức là m biến trừ 1, thì lúc này hàm số là đồng biến trên đoạn 24. Và vì nó đồng biến trên đoạn 24 cho nên min của y trên đoạn 24 nó chính là giá trị hàm số tại 2. Mà giá trị hàm số tại 2 tức là 2 cộng m. Và theo đề cho nó bằng 3. Vậy m bằng 1. Nhưng mà chúng ta đang ở trong trường hợp m biến trừ 1. Và trường hợp này loại. Trường hợp thứ 2. Trừ 1 trừ m âm. Tức là m lớn trừ 1. Vì nó âm cho nên hàm số lúc này nghịch biến trên đoạn 24. Và nghịch biến cho nên là min của y trên đoạn 24. Nghịch biến trên đoạn 24 thì giá trị min nó tại là y tại 4. Và y tại 4 chính là 4 cộng m chia 3. Và thế đề cho nó bằng 3. Vậy giải ra được 9 trừ 4 m bằng 5. Vậy mệnh đề là đúng. M bằng 5. Đó là đáp án C. Ở đây lưu ý, cái min của hàm số này thì có thể là một là đồng biến, hai là nghịch biến, cho nên là có thể đạt được tại 2 hoặc tại 4. Nhưng mà mình phải xét hai trường hợp đó.
Rồi tiếp tục câu 46. Đây là một dạng toán về hàm ẩn. Câu 46 như sau. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị như hình bên. Đồ thị của fx. Số đường tiệm thẳng đứng của đồ thị. Số đường tiệm thẳng đứng của đồ thị. Từ đồ thị này là mình có thể phỏng đoán được cái phương trình của đồ thị. Nhưng mà ở đây chúng ta chủ yếu là tiệm cận đứng là đi tìm cái nghiệm của mẫu số, nhưng mà nó lại không được trùng với nghiệm của tử số. Rồi, vậy trước hết chúng ta đi giải phương trình nghiệm với mẫu số này. Tử số trước đây. Tử số nó là x bình trừ x trừ 2 bằng 0. Vậy ra x bằng trừ 1 và x bằng 2. Cả hai nghiệm này đều là nghiệm đơn. Bây giờ tới mẫu số. Mẫu số tức là f bình x trừ 5 lần fx bằng 0. Như vậy ra fx bằng 0 hoặc fx bằng 5. Với fx bằng 0 ta có hai nghiệm. Đây fx bằng 0 có hai nghiệm là trừ 1, xin lỗi, trừ 2 và nghiệm bằng 1. Fx bằng 0 ra nghiệm x bằng trừ 2, x bằng 1. Đây là nghiệm đơn. Và đây cũng là, đây là nghiệm kép. Một này là nghiệm kép. Tiếp tục. Fx bằng 5. Fx bằng 5 có hai nghiệm. X bằng 5, xin lỗi, x bằng trừ 1. Và x bằng 2. X bằng 2 là nghiệm đơn. Và trừ 1 là nghiệm kép. Như vậy chúng ta thấy fx có 4 nghiệm, trừ 2, 1, trừ 1 và 2, 4 nghiệm. Nhưng mà x bằng trừ 2 này là nghiệm đơn. Anh này có nghiệm là bằng 2. Ở trên tử số có nghiệm bằng 2. Ở dưới mẫu số cũng có nghiệm bằng 2. Nhưng mà nghiệm 2 này nghiệm đơn và nghiệm này cũng là nghiệm đơn. Cho nên hai anh đó sẽ đơn giản đi. Hai đó sẽ rút gọn đi, sẽ không tạo ra được tiệm cận đứng. Như vậy không có tiệm cận đứng x bằng 2. Tiếp tục, x bằng trừ 1. Trừ 1 ở trên tử là nghiệm đơn. Nhưng mà trừ 1 ở dưới mẫu là nghiệm kép. Thì chúng ta cứ thử hình dung là giống như là trên tử nó là x trừ 1. Ở dưới mẫu là x trừ 1 bình. Thì cho dù đơn giản có một lần đi thôi, thì nó còn lại là x trừ 1 dưới mẫu. À, nghiệm là trừ 1, là x trừ cho trừ 1 là cộng 1. Thì nó đơn giản nó vẫn còn là x cộng 1 như mẫu. Tức là x bằng trừ 1 vẫn là một tiệm cận đứng. Bởi vì thằng này là nghiệm kép. Và nó là nghiệm của mẫu. Như vậy tiệm cận đứng bao gồm này. X bằng trừ 1 này. Ở đây x bằng trừ 2 này. Và x bằng 1. Vậy tổng cộng là có 3 cái tiệm cận đứng. Đáp án A. Tiếp tục. Câu số 47. Loại V là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay quanh, khi cho một hình elip có phương trình quay quanh trục hoành. Như vậy giá trị của V gần nhất với số nào? Như vậy ở đây chúng ta có A bình bằng 25. Sẽ lấy A bằng 5. B bình bằng 16, suy ra B bằng 4. Như vậy phương trình elip như vậy là độ dài trục lớn là 10, mỗi bên là 5. Độ dài trục nhỏ là 8, mỗi bên là 4.
Vậy chỗ này 5 này. Trừ 5 này. Chỗ này trừ 4 này 4. Như vậy thì thể tích của khối tròn xoay tạo ra khi quay elip này quanh trục hoành thì nó bằng với thể tích của cái khối do cái hình phía trên này tạo ra quanh trục hoành. Như vậy thể tích V sẽ bằng pi tích phân đi từ trừ 5 đến 5 của Fx bình Vx. Ở đây y nó phải viết dưới dạng bằng Fx. Mà Fx bình tức là y bình, tức là y bình. Mà y bình bằng gì? Fx bình nó là Fx bình chính là y bình nha. Mà y bình bằng gì? Chuyển vế qua y bình chia 16 bằng 1 trừ đi x bình chia 25. Vậy y bình sẽ bằng bi lại nha, tức phân đi từ trừ 5 đến 5. Y bình nó sẽ bằng 16 nhân cho 1 trừ x bình phần 25 về x. Vậy bây giờ giữ việc bấm máy tính nha. Được chưa? Tích phân bấm luôn bi nha. Bi không, ở đây nó phải là 1 1 lại. Bi nhân với tích phân đi từ trừ 5 đến 5, trừ 5 đến 5 của 16 mỗi ngoặc 1 trừ phân số x bình trên 25 đóng ngoặc. Nè, giờ nó tính. Nó là 320 phần 3 pi. Nó là 335.1. 335.1. Thì nó gần nhất với số nào? Đó là 335. Được chưa? Rồi, xong câu 47 nha. Câu 48. Một câu về số phức. Cho số phức Z thỏa mãn mô đun Z cộng Y bằng mô đun Z ngang trừ 4 cộng 2Y. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của cái số phức Z này, của mô đun này. Chúng ta làm bình thường, chúng ta cứ gọi Z bằng X cộng Y. Đây. Thầy gọi Z bằng X cộng Y. Như vậy thì thay vào đây, với Y thuộc rồi nhé. Như vậy thay vào sao này, sao tương đương Z cộng 1 cộng Y, nghĩa là X cộng 1 cộng Y cộng 1 Y. Z ngang nó là X trừ Y Y trừ 4 Y cộng 2. Vậy thì mô đun này là bằng căn bậc 2 bình phương mất cao luôn nha. X cộng 1 bình Y cộng 1 bình. Bên này là căn bậc 2 bình phương rồi, mất căn. X cộng 2 bình Y cộng 4 bình. Khai triển ra X bình cộng 2 X cộng 1, Y bình cộng 2 Y cộng 1, X bình cộng 4 X cộng 4, Y bình cộng 8 Y cộng 16. Đơn giản đi. Hai chỗ này còn lại là 2 x chuyển vế bên phải, 8 chuyển ra còn lại là 6 y. 1 y 1 đây là 2, chỗ này 20, 20 trừ 2 là còn lại 18 bằng 0. Đơn giản cho 2 x cộng 3 y cộng 9 bằng 0. Như vậy là số phức Z đó nó tạo ra cái phương trình này là điểm M mà biểu diễn cho số phức Z
điểm M ít y thì điểm M sẽ nằm trên cái đường thẳng dê này. Rồi. Yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất của biểu tích P bằng mô đun Z trừ 2y cộng 1. Giá trị nhỏ nhất nó thì mình thay Z vào trước đi. Z là bằng x cộng y trừ 2y cộng 1. Vậy bằng căn bậc 2 x cộng 1 bình y trừ 2 bình t bình phương luôn nha. Ta chuyển nó ra là x bình. Rồi, thì thế x vào đây đi. Thế x bằng vào đây. Thế x vào. Thì thế x là bằng trừ 9 trừ 3y cộng 1 bình y trừ 2 bình. Vậy nó bằng là trừ 8, 8 trừ cộng 3y bình cộng với y cộng 2 y trừ 2 bình. Vậy là 64 48 y 9 y bình, cho nên là y bình trừ 4 y cộng với 4. Như vậy là bằng 10 y bình, 10 y bình cộng 44 y cộng 68. Rồi 68 này. Máy tính cho mình cái chức năng là đi tìm mắc min bằng cách là em nhấp bấm giải phương trình mốt 5 giải phương trình bậc 2 xuống mốt 5 là xuống nha, 3 mốt 5 3 giải phương trình là 10 này. 10 bằng 4 bằng 44 nhất bằng 68 bằng này. Nên nghiệm kể nó không quan tâm. Đây là giá trị của x để cho nó đạt min này. Bằng tiếp nữa, đây là giá trị min quay này. Đó chính là 98/5. Vậy là lớn bằng 98/5. Rồi T bình lớn bằng đây, vậy T min là bằng căn 98/5. Rồi, bây giờ đáp án. Căn 98/5 nó chính là 7 căn 10 chia 5 cho căn 98/5. 1 1 này. Căn phân số này 98/5. Đúng rồi, 7 căn 10 chia 5. Đúng chưa? 7 căn 10 chia 5. Đáp án là A. Đó. Đã xong nha. Đúng, câu 49. Cho hành chấp S, A, B, C, G. Xin lỗi, S, A, B, C thôi. Có S, A bằng A, S, B bằng 2A và S, C bằng 4A. Góc S, 3 đỉnh S có góc lần lượt là 60 độ. 60 độ hết. Yêu cầu tính thể tích V. Chúng ta có một công thức nhanh trong trường hợp này này. Nếu ba góc này, một góc là alpha, một góc này là beta, một góc này là gamma, và ba cái cạnh SA là bằng A, SB là bằng B, SC là bằng C, thì công thức nhanh đó là V bằng ABC chia 6. Ba góc ở đỉnh nha, một cái là alpha, một cái là beta, một cái là gamma, nhân với căn bậc 2 cũng dễ nhớ mà. 1 cộng cos alpha bình cộng cos beta bình cộng cos gamma bình trừ đi 2 lần cos alpha nhân cos beta nhân cos gamma trừ đi 2 lần. Vậy thay vào nha. Vậy A nhân B là 2A nhân C là 4A chia 6
ở ba góc này bằng 60 độ hết. Như vậy nè, cos 60 độ là 1 phần 2. 1. 1 phần 2, 1 phần 2, 1 phần 2. Mình lên là 1 phần 4. 1 phần 4, 1 phần 4, 1 phần 4 là 3 phần 4. Trừ 1 phần 2, 1 phần 2, 1 phần 2 là 1 phần 8 nhân 2 là trừ 1 phần 4. Như vậy đơn giản đi là 2 phần 4 là 1 phần 2. Như vậy là bằng, ở bên đây là A mũ 3 nhân 4 phần 3. Ở phía trong này là 1 phần 2 cộng 1 là 3 phần 2. 3 phần 2 căn 3 là căn 3 chia căn 2. Vậy đơn giản đi, vậy là bằng 2A mũ 3 căn 6 chia 3. Tương tự nhân với 2, nhân với 2 nhân 6 đúng không? Đi xa chỗ nào rồi? Rồi em kiếm, em sửa lại dùm thầy chỗ này. Alo, chỗ này thì bị nhầm dấu này. Chỗ này là dấu trừ nè. Chỗ này là dấu trừ. Chỗ này là dấu trừ. Vậy chỗ này là dấu cộng. Sửa lại nè. Sửa lại cái tính này. Nhớ nhầm dấu. Tức là viết lại nè. V bằng ABC chia 6 nhân với căn bậc 2, đó là 1 trừ cos bình alpha, cos bình beta, cos bình gamma cộng với 2 lần cos alpha, cos beta và cos gamma. Đó. Rồi. Mình cũng thay vào này. Thì nó cũng giống như nãy thôi. A, B, C là A nhân 2, A nhân 4, A chia 6 căn 1 trừ 3 góc bằng 60 độ hết. Như vậy là 1 phần 4, 1 phần 4, 1 phần 4, 2 lần cos 1 phần 2, 1 phần 8. Vậy là bằng bên ngoài là 4, A mũ 3 chia 3. Bên trong căn là 3 phần 4 cộng cho 1 phần 4. Ủa xin lỗi, 3 phần 4, 1 phần 4 là 1 phần 4 nhé. Còn 1 phần 4 là 2 phần 4. Căn ra ngoài là căn 2 chia 2. Như vậy là 2 A mũ 3 căn 2 chia 3. 2 A mũ 3 căn 2 chia 3. Mày bỏ đi. 2 A mũ 2 A mũ 3 căn 2 chia 3 đã bán chia. Được chưa? Đáp án dê mà nhớ công thức nhanh này, ba góc, ba cạnh và ba góc ở đỉnh ABC chia 6, 1 trừ 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 cộng với 2 lần. Chúng ta qua đến con số 50 nha, con cuối cùng. Em đến với câu cuối cùng của bài của đề số 12. Câu số 50. Có bao nhiêu giá trị nguyên M thuộc khoảng trừ 10, 10 để hàm số M bình x mũ 4 trừ 2 M 4 M trừ 1 x bình cộng 1 đồng biến trong khoảng 1 dương vô cùng. Đồng biến trong khoảng 1 dương vô cùng nha. Vậy đầu tiên chúng ta có là tính y phẩy đúng không? Y phẩy nó bằng là 4 m bình x mũ 3 trừ 4 4 m trừ 1 x, đúng chưa? Như vậy muốn cho hàm số đồng biến trên cái khoảng từ 1 đến 1 cùng thì y phẩy nó phải
lớn bằng không với mọi x thuộc vào khoảng 1 nhân vô cùng. Thuộc vào khoảng 1 nhân vô cùng. Đúng không? Thì ở đây M dính vô hệ số này nè. Cho nên thầy xét hai trường hợp. M bằng 0. Thì thay vào y phẩy ta được là y phẩy bằng chỗ này là 0 rồi này. Chỗ này là 0, vậy là 4x. 4x thì dĩ nhiên nó lớn 0 với 1x lớn 1. 1 đến nhân vô cùng là lớn 1. Là lớn 0 thì chứng tỏ là nó đồng biến. Vậy là thỏa đề. M bằng 0 thỏa đề. Là nhận. Rồi trường hợp thứ hai, M khác 0. M khác 0 thì lúc này cái bất ổn định này thì chuyển vế qua. Còn không thì mình có thể đặt 4x ra ngoài đi. 4x. Còn lại là M bình x bình trừ 4M cộng 1 lớn bằng 0. Vì x nó lớn 1 mà. X nó lớn 1 đúng không? Cho nên là 4x là số dương. Bỏ luôn. Còn lại là M bình x bình trừ 4M cộng 1 lớn bằng 0 với 1x lớn 1. Chuyển vế xuống. Vậy là x bình lớn bằng 4M trừ 1 chia M bình với 1x lớn 1. Vậy ở đây cái dạng là M biểu thức này nhỏ bằng mọi thằng x bình. Thằng này nhỏ bằng mọi thằng thì nó phải nhỏ bằng thằng min. Min tức là ta có là min của x bình, mà ở đây x lớn 1 nha. Thì cái min của x bình với x lớn 1 thì x bình là lớn 1, vậy cái min đó là bằng 1. Đúng không? À. Như vậy là anh này nhỏ hơn mọi thằng thì nó phải nhỏ bằng min. Vậy ta suy ra được là 4m trừ 1 chia m bình nó phải nhỏ bằng 1. Từ đó ta có là m bình trừ 4m cộng 1 lớn bằng 0. Vậy ra m lớn bằng 2 trừ căn 3 nhỏ bằng 2 cộng căn 3. Anh này là khoảng 1,7. Anh này là khoảng 0,7. À xin lỗi, lớn bằng 0. Xin lỗi. Lớn bằng 0. Lớn bằng 0 thì nó phải nằm ngoài. Nằm ngoài tức là M lớn hơn hoặc bằng 2 cộng căn 3. Hoặc M bé bằng 2 trừ căn 3. Anh này là 1,7 này. Anh này là 0,7 này. Vậy là M lớn bằng 1,7 tức là M lớn bằng 2. À, M 0,7 tức là M biến bằng 0. Vậy đúng không? M bắt đầu từ đó là gì? Trừ 10 đến 10 đúng không? M thuộc khoảng trừ 10 đến 10. Như vậy là bắt đầu từ trừ 9, trừ 8 cho đến 0, rồi 2, 3 cho đến 9, đúng không? Như vậy từ 2 cho đến 9 là 8 số. Từ trừ 9 đến 0 là 10 số. Như vậy là đáp số là 18 số. Ủa? Sao em có đáp án gì? Sai chỗ nào nữa rồi. M bình trừ 4M cộng 1 lớn bằng 0. 2 cộng căn 3 là 2 trừ căn 3 1,7. À, xin lỗi, cái này không phải 1,7. Cái này không phải 1,7. 1,7 với 2 là phải là
3,7 lần. 3,7 này là 0,7 thì đúng rồi. 3,7 vậy bắt đầu phải là từ 4 cho đi. Vậy cho nên là số 4, 5. 4, 5 cho đến 9. 4 cho đến 9 là 6 giá trị. 6 số. Từ chữ 9 đến 0 là 10 số. Như vậy đáp sẽ là 16 số. 10 với 6 là 16 đúng không? 16. Đó là gì? Được chưa? Ôi, 16 mà. 16 đáp án B. Xin lỗi. Rồi. Vậy xong nha. Xong câu 50 nha.